Om Mani, chào các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành. Hiện tôi đang là giám đốc của trung tâm Thiền Khí Công Đại Bi Tâm. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chiêu thức tiếp theo của dịch cân kinh, đó chính là chiêu thức số 6, chiêu thức thông hệ thống ruột non. Ruột non liên quan hệ thống, liên quan ngón tay út của chúng ta. Khi ngón tay út chạm vào nhau, ta sẽ thông hệ thống ruột non. Cách tập như sau: chân đứng bằng vai, thiền đứng giống như các chiêu khác. Bắt đầu tay chúng ta múa từ trong ra ngoài để gần chỗ vùng vị trí nách đây, vừa cúi người vừa đẩy tay ra phía trước. Sau đây ngón tay út chạm vào nhau, ngón tay út chạm còn hai lòng bàn tay này nó phải song song với nhau nhá, các ngón còn lại không được chạm, các ngón còn lại phải song song như thế này. Dần dần đưa tay lên, thẳng người ra, ngón tay út tách rời nhau ra, tay thẳng. Thiền đứng 5 hơi thở. Xả khí thông kinh. Ra về thiền 5 hơi thở. Lần số 2 của thông ruột non. Múa tay từ trong ra ngoài, vừa cúi người vừa đẩy tay thẳng về phía trước. Ngón tay út chạm vào nhau, tầm khoảng 5 hơi thở. Sau đây chúng ta dần dần di chuyển tay đi lên, tách ra, đứng trên đầu ngón chân và xả khí thông kinh. Chiêu số 6 này nó rất là đơn giản và nó hệ làm hệ thống ruột non của chúng ta, các vi nhung mao đường ruột nó hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Đó, nhất là những người gầy nó sẽ thông hoạt lại, chúng ta ăn uống tốt hơn. Người mập thì tập chiêu này nó ổn định lại thì nó không bị tăng cân nữa, ổn định hệ thống ruột non. Lần số 3, múa tay từ trong ra ngoài, vừa gặp mình vừa đẩy tay về phía trước, út chạm còn lại song song, giữ này ít nhất 5 hơi thở. Từ từ đưa tay lên, nó chờ một lúc rồi mới tách tay ra nhá. Nón trên đầu ngón chân, xả khí trong kinh. Ra thiền đứng 5 hơi thở để kết thúc chiêu số 6. Vâng, vừa rồi thì thầy Phúc Thành đã giới thiệu chúng ta về chiêu số 6 của dịch cân kinh. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường, 12 chiêu thì hôm nay chúng ta học được 6 chiêu rồi. Hàng ngày chúng ta sẽ tập từng chiêu. Khi nào tập thật thông hoạt rồi, chúng ta sẽ tập từ 1 đến 12. Đó. Thì công năng nó sẽ rất là cao. Bây giờ các bạn có thể vào thiền chữa bệnh.com để học các video tiếp theo của tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 7 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Hoa Vô Ưu nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn. Khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc, hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn và share về tường để nhận khóa học này.